cuộc chiến chống dịch COVID-19 ngày càng đón nhận được nhiều tín hiệu tích cực. Ca bệnh tử vong mỗi ngày đang lùi dần về mức hai con số. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm phòng vaccine cho người dân ngày càng tăng cao, tiến nhanh tới mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng. Thông tin dịch bệnh những ngày này đang cho thấy những dấu hiệu đáng mừng về tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện toàn thành phố đã có 9 địa phương kiểm soát được dịch, gồm huyện Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, Quận 7, Gò Vấp, Phú Nhuận, Thành phố Thủ Đức và Quận Tân Bình. Thành phố đang xây dựng chỉ thị mới để áp dụng sau ngày 30 tháng 9 và sẽ công bố chính thức cho người dân. Tính đến nay, toàn thành phố có 376.714 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố. Số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà đã giảm từ mức hơn 40.000 người trong giai đoạn giữa tháng 9 đến nay còn 32.000 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 19.945 người. Số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, tầng 3 là 36.310 người số trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm COVID-19 đang điều trị là 3.585 người. Số phụ nữ mang thai đang điều trị là 266 người. Số trường hợp xuất viện trong ngày 28 tháng 9 là 3.708 người. Số ca xuất viện cộng dồn đến nay là 196.853 người. Đặc biệt, số ca tử vong ngày 28 tháng 9 giảm rất nhiều sau hơn một tháng với 113 ca. Điều đó cho thấy hiệu quả lớn trong công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, để tăng cường hệ miễn dịch cộng đồng, việc tiêm vaccine cho người dân vẫn phải tiếp tục được đẩy mạnh. Tổng số mũi vaccine đã triển khai tính đến hết ngày 28 tháng 9 là 9.777.840 mũi. Trong đó, tổng số mũi 1 là 6.824.718, mũi hai là 2 là 2.953.122 người. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19 sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật. Quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này, cập nhật liên tục thông tin là nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng. còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.